đi xét nghiệm trước khi đấy thì bác có đi tiểu tiểu gì đó rồi vô luôn các bác trước khi đấy các bác. Rồi trước khi tiến hành lấy dịch mà bác nằm xuống cùng con, cổ bác gập xuống ngực và hai đầu gối bác co lên trên bụng cùng con nhé. Trong lúc tiến hành thì có hơi khó chịu, bác cố gắng chịu khó chút nha bác.
rồi lấy dịch gửi đi xét nghiệm mà y tá. Rồi rút kim ra hai cái đau quá à. Rồi con rút dịch trong sống mắt xong rồi, bây giờ bác chỉ có nằm nghỉ ngơi rồi con sẽ theo dõi trong 24 tiếng chút xíu rồi lại cho bác hát bác nha. Rồi cảm ơn bác. Các bước đầy đủ và đúng chính thức. Có bạn có ý kiến nào khác không?